buông tay ra, đừng như vậy mà. Nói chuyện với tôi một lát nữa đi, tôi không có gì để nói với cậu hết. Mi à, Mi cậu không sao chứ? Đừng đụng vào tôi! cậu không sao chứ đi bệnh viện nha cậu nhìn tôi giống không sao lắm hả làm ơn gọi xe cứu thương giùm tôi với gọi xe cứu thương giùm tôi đi alo dạ một một chín hả ở đây có người bị thương phải làm sao đi <laughs> Cậu còn chạy theo để làm gì nữa sang mi à Nếu như con tôi có mệnh hệ gì Tôi sẽ không tha cho cậu đâu Tôi đã có thai đó làm ơn danh dạ, lên giùm tôi đi Cô cô, nằm xuống đi Sang mi Alo Anh Sang Quân à Chị tôi hả Vậy có biết là bệnh viện nào không Được Tôi biết rồi Số mấy quý khách vừa gọi Hiện không liên lạc được Cô ơi cô không thể ngồi dậy được Không sao rồi Cô không sao thật chứ Ờ bây giờ tự nhiên tôi không sao rồi Cảm ơn các anh nhiều nha. Ờ, à, làm ơn cho hỏi. Dạ. Ờ, à, phòng cấp cứu có tiếp nhận bệnh nhân nào tên Chu Sang Mi không vậy? Ờ. Ừ dạ không có người nào tên này hết á ờ là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đang mang thai không có đến đây sao dạ không có người như anh nói <laughs> vậy sao thôi cảm ơn cô nha ờ nhưng mà nè cô ta nhìn không giống thai phụ nha ai mà biết được mấy tình huống báo cấp cứu giả này có nên phạt tiền không ta đúng vậy dạo này họ đùa ác quá à. phải phạt cho trời mới được á à. rảnh quá chỉ biết hành hạ chúng ta thôi à <laughs> sao sao rồi anh có gặp sang mi chưa vậy à chưa gặp tôi đã đi hết các bệnh viện gần đây nhưng mà không gặp chị tôi không thể nào đâu rõ ràng cô đã lên xe cấp cứu rồi mà chắc không có chuyện gì đâu cô đừng quá lo lắng sang mi cứ ôm bụng nhìn giống như là đau đớn lắm vậy lỡ như mà cái thai có vấn đề gì thì tôi phải làm sao đây anh có thể gọi điện thoại về nhà được không vậy à ừ để tôi gọi Sang mi hả? Ờ, à, nó đi ra ngoài vẫn chưa về, sao vậy? Không có gọi điện về sao cô? Ờ, có chuyện gì sao sang quân? Dạ không có gì đâu cô, khi nào chị con về thì cô gọi lại cho con biết nha. Dạ con cảm ơn cô. Được, cô biết rồi. Ai vậy? Dạ là sang quân, nói khi nào sang mi về thì gọi lại báo cho nó hay. Sang quân hả? Dạ. Ôi trời, về rồi hả? Ôi trời ơi Con sao vậy? Mẹ ơi Đau bụng hả? Trời ơi mẹ Chị ơi sao đây? hình như sang mi mẹ mẹ Nó ấy... đang đau bụng dữ lắm đó chị Mẹ ơi Ô, Mẹ ơi Mẹ vừa con về phòng mẹ Ôi trời ơi con gái tôi tội nghiệp quá Giờ sao đau lắm Hả con? Làm sao đây? Trời ơi tội nghiệp chưa kìa ừ. Trời ơi Ôi trời ơi làm sao đây? Làm sao bây giờ? Con không sao đâu Cái gì? Con không sao hả? Ồ, ờ vậy thì tại sao vì có cô út mà mẹ con nói cái gì mẹ không hiểu có cô út thì sao con bị sảy thai đó mẹ hả lần trước sảy thai rồi mà hôm nay mới công bố hôm nay con mới bị sảy thai là do kim hy làm cái gì ừ. có chuyện gì mà chạy vô không cần gõ cửa luôn vậy anh à ở nhà mình có chuyện rồi ở nhà mình có chuyện gì Sang Mi nó... Sang Mi làm sao? Anh hãy gọi điện về nhà hỏi xem sao trước đi. Nè, nhưng có chuyện gì mới được? Ờ, tôi đây. Sao mi ở nhà có chuyện gì vậy? Hả? Bà nói cái gì? Sao mi bị sảy thai hả? Giờ con bé sao rồi? Đây là bệnh nhân Kim Cung Hy, người này muốn làm phẫu thuật nâng mũi, sau đó thì bắn laser để chữa cận thị. Ờ. Con này hả? Dạ thưa ba, có chuyện gì gấp gì? Ờ thì Con nghe gì chưa? Nghe chuyện gì? Sang 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 Mi con bé. Chị Sang Mi bị làm sao vậy trưởng? Sang Mi ở nhà đã xảy ra chuyện gì hay sao? À, Sang Mi nó đã bị sảy thai rồi con à Dạ Vậy là sao Chị sao mới sảy thai Vậy là sao hả bác Con mau về nhà xem sao đi Dạ <laughs> À Mẹ à, sao mi đâu rồi? Ở trên phòng lần này mẹ sẽ không bỏ qua cho vợ cũ của con. Dạ, mẹ nói gì chứ? Ôi trời, ơi, mẹ đau lòng quá đi mất. Thì tình, nó là cái gì của mình chứ? Tại sao mình phải bị chuyện nói dối gì nó? Tại sao vậy? Sang Mia. Sang Mia, chuyện này là sao? Em xin lỗi. Em xin lỗi anh Junho. Vậy là thật sao? Con của chúng ta hy vọng. Đã bị mất thật rồi sao? Em xin lỗi anh. em phải làm sao đây sau này em biết phải làm sao đây không sao đâu không sao đâu sammy à em đừng khóc nữa Nhưng mà... Lời của mẹ vợ nói là có ý gì chứ? Chuyện này liên quan gì tới Công Hy? Em và Công Hy đã xảy ra chuyện gì hay sao? Anh mà biết thì sẽ đau lòng lắm đó anh à. Em mau nói đi. Có chuyện gì đã xảy ra? <laughs> mẹ em biết Sang quên với Cầm Hy đang làm việc ở chung nhà hàng. Trong lòng rất lo lắng. Kêu em đi khuyên cổ hãy nghỉ việc đi. Rồi sao? Cổ nói không đời nào nghỉ. Rồi sao nữa? Nói xong rồi cổ đứng lên bỏ về. <laughs> em mới chạy đuổi theo cổ. Bảo hãy nói chuyện với nhau thêm một lát nữa. <laughs> em nắm tay cổ sau đó bị cổ xô té công Hi hả bởi vậy mà em mới bị xảy thai sao dạ do té từ trên cầu thang xuống em nói cái gì cầu thang sao <laughs> mặc dù đã gọi xe cấp cứu đến bệnh viện ngay nhưng mà đã quá trễ rồi My, chắc cũng không cố ý đâu mà <laughs> anh cho tôi con định đi đâu vậy con rể Hành đang đi tìm vợ cũ của nó sao chắc là như vậy đó sao con nhất định phải làm như vậy hả mẹ tưởng là con muốn lắm hả nhưng biết làm sao đi đây? đây là cách tốt nhất với lại đâu chỉ lợi cho con mẹ cũng không thích quan kim hy làm việc chung với sang quên rồi còn gì cũng đúng nếu nghĩ tới chuyện gì nó mà con bị xảy thai chắc sẽ tự động nghĩ việc thôi tất nhiên rồi sang quên cũng sẽ không cố chấp nữa mà đối với con rể han cũng vậy không còn chút tình cảm với vợ cũ sẽ nghĩ rằng tại cô ta mà mình bị mất con chứ còn gì nữa tóm lại là mọi chuyện đều được giải quyết lần này nhẹ nhõm rồi <laughs> xong rồi nè cô kim hy dạ dạ mời anh chị à chúc anh chị ngon miệng alo xuân cung hả chị của anh sao anh Junho. ra ngoài nói chuyện với tôi Bộ cô không nghe thấy hay sao Bác sĩ Han à Anh sang quân ừ, Anh cho phép tôi ra ngoài một lát nha Cô không sao đó chứ Dạ Cô đúng là người phụ nữ như vậy thật sao? anh nói vậy là có ý gì hả không biết sao còn hỏi hôm nay không tại cô mà đã xảy ra chuyện gì còn làm bộ như không biết chuyện gì xảy ra sao chắc không phải ch ch chắc không phải là sang mi bị xảy thai đó chứ cô còn biết hả thật sự là gì tôi thật sự là gì tôi mà sang mi đã bị xảy thai hay sao từ đâu? tôi đã kêu cô nghĩ làm nếu như cô chịu nghe lời thì đâu có chuyện gì xảy ra chứ sao lại như vậy được chứ không phải cô cố tình đó chứ Sao? Do không được nhận nuôi dơ trung Vì muốn trả thù cho nên cố tình làm hại sang mi Anh Chun Ho à Sao anh lại nói ra những lời này? Không phải đâu anh Chun Ho Thật sự Thật sự là tôi không cố ý đâu mà Tôi Không phải là tôi cố tình để sang mi té Là tại sang mi nắm tay tôi Tôi chỉ giật tay tôi ra khỏi tay cổ thôi, thôi mà Thôi đi Tôi không muốn nghe cô biện minh nữa quan trọng là cũng tại cô mà con tôi đã mất thật sự rồi anh chun Ho à vốn dĩ tôi nghĩ mình sẽ mang cảm giác có lỗi với cô đến suốt đời này nhưng mà bây giờ thì không còn nữa rồi anh chun Ho dù vậy cô vẫn tiếp tục làm ở đây hay sao Cô không sao chứ cô cẩm Hy Giờ tôi phải làm sao đây Tại tôi mà Sang Mi đã bị sảy thai rồi Sau này tôi phải làm sao đây Cô cẩm Hy Sau khi ly dị anh Chun Ho Cứ tưởng mọi chuyện đau buồn sẽ kết thúc Những bất hạnh trong cuộc đời tôi sẽ trôi qua Sau này chỉ còn lại những khởi đầu mới đầy hy vọng mà thôi Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi đã có lỗi với Sang Mi. Giờ tôi phải làm sao đây hả anh Sang Hoa? Chuyện này đâu phải do cô cố tình đâu chứ. Nó chỉ là tai nạn, là sự cố. Cô và chị tôi đành chấp nhận kết quả không mong muốn. Nên đừng ấy nấy. Cũng đừng mang cảm giác tội lỗi của Kim Hy à. Sao cô mang cảm giác tội lỗi được? Nếu tôi không giật tay tôi ra khỏi tay Sang Mi thì đã không xảy ra chuyện này rồi. À mà không nếu như từ đầu tôi chịu nghe lời sang mi nghĩ việc chỗ của anh thì đã không xảy ra chuyện gì rồi tôi đã biết rõ là sang mi đang có thai vậy mà cũng không cẩn thận cho nên mới xảy ra chuyện không hay này à, cô cầm hy tuy rất có lỗi với anh sang quân nhưng mà tôi không thể tiếp tục làm việc ở đây được nữa tôi không còn mặt mũi nào để tiếp tục làm nữa à, chỉ là tai nạn thôi mà dù nói sao đi nữa thì tôi vẫn phải nghĩ làm việc ở đây mới đúng anh Sơn Quân cũng đừng níu kéo tôi làm gì Cô muốn Nghĩ làm thật sao? Dạ <laughs> Ủa Hành Trinh Hô, Sao em lại tới đây giờ này? Có chuyện gì rồi hả? Kết thúc thật rồi. Tất cả đã kết thúc rồi anh à. Ở trời ơi, em bị sao vậy? <laughs> Sang Mi đã bị sẩy thai rồi. Hả? Làm sao lại vậy? Trời ơi! Con vừa nói cái gì xảy thai Phải Hơ Cuối cùng cũng chịu nói ra rồi sao Rồi sao nữa Nó nói tại sao mà bị sẩy thai hả con Sao mi nói Bị cơm hy xô Hả Không thể nào đâu Đúng là con người độc ác thiệt mà Làm sao bắt cơm hy gánh hậu quả hả à, Thật sự là do em dâu xô té hả không thể nào đâu em dâu rõ ràng biết sang mi có thai mà vậy nên bây giờ em mới nổi điên lên đây đi nè mà dù em có nổi cáo với công hy thì đã sao chứ à, chắc là hiểu lầm gì rồi em dâu không phải cố tình đâu chỉ là sự cố thôi đúng như vậy đó con con hiểu cơm hy hi hơn ai hết mà nó tuyệt đối không phải hạng người đó đâu còn nữa bây giờ còn chưa biết ai là người bị hại đâu con phải tin tưởng cơm hy mới được người bị hại ờ à ờ thì chỉ là sự cố chứ làm sao mà nó cố tình cho được phải sự cố hay không thì không quan trọng tại câm hi mà cô ấy mới bị xảy thai đó là sự thật Ôi. vậy nên con đang nỉ câm hi để hai đứa quay lại sống với nhau và sống như lúc trước thì tốt biết mấy ờ à, không có tại vì mẹ là người ngoài cuộc nên sáng suốt hơn con thôi nếu không tính cái thai so với sang mi ấy, thì câm hi tốt hơn nhiều bây giờ là lúc mẹ nên nói mấy lời này hay sao anh rất hiểu tâm trạng của em Nhưng biết làm sao chuyện đã xảy ra rồi Cố gắng có lại đứa con khác thôi Ôi, Đúng vậy đó Bây giờ không phải lúc em nên tới đây Em buồn có một thôi Chứ vợ em buồn tới mười lần Mau về lựa lời an ủi cô ấy đi Không có đâu Chun hô phải là người buồn hơn chứ Nè dì ơi Con uống rượu không mẹ mua cho con Hay là đi ra ngoài quán đi Hai mẹ con mình cùng uống Dạ thôi con phải về rồi ờ nè nè chun hô à, à ừ. ngắm về nha ê. về đi ê. ê tội nghiệp thằng chun hô này quá đi ê thì bởi vậy mới nói sao nó lại gặp phải hạng người độc ác tới như vậy chứ hả vì nói ai độc ác ờ không có gì đâu tóm lại á con tuyệt đối đừng lấy người nào giống vợ của chun hô nha Ú, đúng là một người đàn bà đáng sợ đó con vì không cần lo chuyện đó cô gái con đang quen rất hiền lành và dễ mến đó ôi trời ơi con á đang bị tình yêu làm cho mờ mắt thì có dạ không phải đâu là thật mà cô ấy thật sự rất xinh đẹp và dịu dàng đẹp nhất trên đời luôn dạ <laughs> ôi... vậy, vậy con ra ngoài chút nghe gì Ôi trời ơi đàn ông đang yêu ai cũng mù quáng vậy hết trơn á rốt cuộc là nó đang quen ai vậy chứ ôi trời trời ơi mới đây mà nó biến đâu mất tiêu tại sao mình không tìm thấy chứ ô trời ơi à, cúm chú <laughs> ờ nè cúm chú à, dạ chào bác thông gia ha ừ tới giờ vẫn còn gọi là bác thông gia nữa hay sao ừ, chứ con phải gọi làm sao ờ bây giờ nên đổi cách xưng hô thôi, con có thể gọi bằng gì cũng được. À, dạ phải. Nhưng mà dì tới đài truyền hình này có chuyện gì vậy hả dì? À, con, có gặp sớt hô nhà dì ở đâu không? Con không gặp ảnh. Dì tìm ảnh sớt hô chi vậy? Không có gì. Dạo này nó đang hẹn hò với cô nào đó, giống như là thằng điên vậy. Thằng điên hả? Sao vậy dì? <laughs> Trời ơi, nè, người ta nói đang yêu thì trở nên mù quáng Nó nói con bé đó là người đẹp nhất ở trên đời luôn đó. Thiệt hả gì? Vậy chắc là có thiệt rồi Làm gì có Cô gái đẹp nhất trên đời mà bị mù mắt hay sao Đi chọn người như đó vậy chứ Anh sức khô thì sao chứ Anh tốt mà ờ, Tuy là lòng dạ của nó rất là tốt Nhưng mà để trở thành đối tượng hẹn hò Thì mất mặt chết đi được Đâu có Con thấy đâu có sao đâu ừ. ờ, Nhưng mà vì thấy tội nghiệp chị của con quá Chị hai của con làm sao Ừ ờ ơi dì chợt nhớ có chút chuyện chị đi trước nha ờ chị của con làm sao ôi trời ơi cái thằng này trốn đi đâu rồi không biết nữa đa nói nữa chừng tự nhiên bỏ đi ê vậy hey, vẫn chưa đi đâu em đừng có lo sẽ không bị phát hiện đâu mà mình đi thôi <laughs> ờ... ủa Hai hai người. Sao? Em tới đây làm gì? Ờ à, thì à, em có người bạn đang chuẩn bị quay chương trình nhờ em tới đây make cướp Nhưng mà hai người sao lại vậy chứ? Bộ đang hẹn hò hả? Nè qua cơm đông, thật ra ảnh nè cơm đông à? Có thể xem như chưa từng thấy gì có được không? Ờ à, xem như không thấy sao? Hai người đang yêu nhau thật hả? Ồ. Ờ à, nhưng mà quan hệ thông gia mà hẹn hò được sao? Bây giờ tụi chị đâu còn là quan hệ thông gia nữa. Vậy thì ý chị là mong chị hai đổ dở để hai người đến với nhau hả? Nè, đâu có, chúng tôi không hề nghĩ vậy. Ờ, à, tóm lại, em không tán thành tình yêu của anh chị đâu. Em nói rồi đó. Nè, em là cái gì mà tán thành với không tán thành? Tụi chị thích là được. Chị nghĩ chỉ cần hai người thích nhau là được rồi sao? Ờ à không, thì cũng cần có ba mẹ đồng ý, chị hai cũng đồng ý nữa mới được. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tụi chị chứ Trời ơi, tớm lại em không biết đâu Em về trước nha Chào anh Ờ, à, em đi Nè, em mà mép ba mẹ là chết với chị á Công chú à, em không nói chuyện tử tế được hay sao? Nói chết với chị trước mặt em trai có hơi... Gì chứ, người ta nói đầy ra đó Không được hay đâu Em không biết đâu Tại nắm tay em nó mới bị phát hiện đó <laughs> buông em ra trời cho nắm đi mà à đúng rồi anh hồi nãy gì anh nói như vậy là ý gì tội nghiệp với chị của em đó à thì uh, anh uh, uh... Có thật không hả con dạ bị trời trừng phạt đó cưng à sao con có thể thốt ra mấy lời đó được dạ tôi nghĩ chắc tại thằng hành chun hô nó không có phước của con rồi cũng có thể là như vậy. Nhưng chuyện xui rủi sao lại xảy ra trong lúc gặp Câm hy nhà mình chứ? Chị hai sẽ luôn cảm thấy tự trách và dày dò bản thân Thì mình. Thì bởi vậy mình nói, với tính chị con chắc là như vậy rồi. Chị ba à, nghe xong chị có cảm nghĩ gì hay không? Hả? Tự nhiên con nói vậy là sao? Câm Chu nó có cảm nghĩ gì chứ? À, dạ phải. Câm Đông à, em bị làm sao vậy? Tại vì á, hãy nghĩ tới chị hai là em vô cùng quán hận chị ba luôn á. Ủa, Xu Dân về Cơm đông nó bị sao vậy Ai biết Con cũng đâu biết đâu ba Ủa, mới về hả À. Lâu rồi không dạy có mệt không Cũng có, nhưng mà Thấy các bé, tôi liền vui trở lại Vậy thì tốt rồi Ủa, cậu ăn uống gì chưa Để lát nữa rồi ăn Ờ, à, vậy cậu đợi chút nha Tôi vào chuẩn bị cơm cho cậu Thôi, không cần đâu Tôi có mua mì gói nè, nhiều lắm ơi ờ, buổi tối mà ăn mì cái gì cậu đợi tôi chút đi tôi lấy cơm cho cậu ừ? thôi không cần đâu mà gì vậy su dân vẫn chưa ăn tối hả con ờ à, dạ con đi vô lấy cơm cho nó đó hả dạ tất nhiên là phải vậy rồi cổ đi dạy cả ngày mệt lắm <laughs> mẹ con trai của mẹ bị người ta cướp đi rồi cho hỏi ai đó Dạ chào cô Con là Quang Cơm Hy Bạn của chu Sang Mi đây Chính là người đã làm cho Sang Mi xảy thai đó sao Chứ còn gì nữa Nhưng mà cô ta còn dám giác mặt tới đây làm gì nữa chứ Mau đuổi cô ta về đi cô Út Chắc là có chuyện gì nên mới tới mà chị Nè em muốn đổ thêm dầu vào lửa đó hả Mau đuổi ra về đi Ờ dạ Xin lỗi con nha Hôm nay con về nhà trước đi. À, dạ chỉ một chút thôi cô. Con chỉ muốn nói vài câu với Sang Mi mà thôi. Sang Mi không chịu nghe điện thoại của con. Cô xin lỗi, cô phải tắt máy rồi. À, cô à. Sang Mi alo anh đang ở đâu anh đang uống rượu ngoài quán là quán nào vậy à, quán gần nhà thôi anh uống nhiều lắm sao một chút thôi em tới đó với anh nha thôi khỏi đi anh chuẩn bị về đây vậy thì anh về sớm đi em cần anh lắm chôn hô à được rồi được rồi Anh Junho uh, Anh mau đứng lên đi Anh mau đứng lên đi uh, Anh Junho Anh tỉnh lại đi chứ uh, uh, Sao mà uống nhiều dữ vậy uh, Để tôi giữ uh, anh vào nhà nha uh, 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 Sang Mi à you <gasps>